Chào các bạn nha. Clip này các bạn, mình chia sẻ các bạn là cách gói những cái gói hàng đi nha. Nếu mà các bạn sử dụng carton thì những cái mà quan trọng các bạn thì các bạn sẽ làm 1, 2, 3, 4 lớp nha. Thì nó sẽ có một cái lớp và gọi là nó ở bên trong thì nó nhẹ, nó mềm hơn, ngoài thì nó cứng, để gói những hàng quan trọng á. Tại vì ship thì nó sẽ dẫn đến nhiều rủi ro nha, cho nên là các bạn cố gắng gói những cái hàng nó ok hơn. Bên mình là chuyên sử dụng carton các bạn, chuyên luôn. Cái này chắc lót thêm cho anh khách. Đó ha, quá ok các bạn. Gói cỡ này nè, mới mong không có bị quăng quật nha. Chứ mấy cái quan trọng mấy triệu bạc này tới tay khách cái là nó dập nó bể hết thì thôi bó tay luôn, nghĩ á. Đó cỡ đó đó các bạn ha, mới mong giúp được cho sản phẩm an toàn. Cảm ơn anh khách ủng hộ nhé, thanh lý được mà vui, lỗ mà vui.